Cùng với Đỗ Dũng, Khôi Nguyên, anh hãy quay trở lại chương trình Chuyện Nóng Trong Tuần với quý khán giả Người Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 5 tháng 11 của năm 2021. Thưa quý vị, trong 2 ngày qua thì dư luận tại Việt Nam, đặc biệt là truyền thông Việt Nam đã liên tục loan tin về một cái quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó là kỷ luật nguyên một dàn lãnh đạo Bộ Y tế, trong đó có bà cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Hiện nay bà đang làm là trưởng Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, chuyên theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo cao cấp tại Việt Nam. Đồng thời có một ông là Thứ trưởng Trương Quốc Cường cũng bị khởi tố cùng nhiều lãnh đạo khác dính những cái chuyện như là tham nhũng này, thuốc giả này, và cái điều đau xót nhất là họ đã trục lợi, tham nhũng, vô trách nhiệm trên cái nỗi đau khổ của hàng triệu bệnh nhân tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ cùng nói chuyện với anh Đỗ Dũng. Chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Khương Nguyên và chào khán giả. Thưa anh, cụ thể cái quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì như thế nào thưa anh? Vâng, thứ nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Vâng. Như anh Khương Nguyên vừa nói. Rồi người thứ nhì là ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Và một người thứ ba là ông Nguyễn Trường Sơn. Ông này chỉ bị khiển trách thôi. Ông này cũng Thứ trưởng Bộ Y tế luôn. Nhưng mà cốt lõi của vấn đề này là bà Kim Tiến và ông Trương Quốc Cường liên quan đến vụ để gọi là vô trách nhiệm cho người ta nhập gần 900.000 cái liều thuốc trị ung thư mà thuốc giả. Cái chuyện này nó xảy ra từ cái thời ông Trương Quốc Cường còn làm cục trưởng cục dược, kiểm soát dược, tức là chuyên tất cả các loại thuốc mà vô Việt Nam phải qua cái cục này. Nói chung là phải được cái chữ ký của ông. Đó. Và cái cục này nó trực thuộc Bộ Y tế. Mà không những bà Nguyễn Kim Tiến bị đề nghị khởi tố và kỷ luật mà nguyên cái ban cán sự đảng và đảng bộ luôn, tức là bà đều nắm hết, chúng ta biết trong bộ là cái người bộ trưởng nắm hết đó. Và cả ông Cường luôn. Thì hồi đó họ đã xử rồi, một số cá nhân đã bị bắt rồi. Ở cái số tiền mà thuốc nhập lậu vô trị giá thị trường khoảng 2.37 triệu đô la. Vâng. Mang cái nhãn mác là heo 2000 Canada. Nhưng mà thực ra nhập vô không biết nguồn gốc, không biết xuất xứ. Tính ra tiền Việt Nam là 54 tỷ đồng. Đó, đó. Thì những người này bị bắt rồi, nhưng bây giờ họ mới truy ra là hai người này là coi như cao cấp nhất. Và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị. Câu chuyện là như vậy thưa anh. Đây này anh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng. Đó, là cái ban đó luôn. Nguyên cái dàn đó. Nguyên cái dàn luôn đó. Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Y tế. Chung chung lắm. Nhưng mà ý tôi muốn đọc nguyên văn đó để mình thấy là nhưng mà cái quan trọng này, trong họ nhắc tới là trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh, liên kết đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, tất cả những cái điều này như tiền anh Đỗ Dũng, và vật liệu tiêu hao để nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật, một số thì bị xử lý hình sự, đại khái là như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi chú ý đến cái chuyện đây. Trước khi bạn chú ý qua cái chuyện thuốc, tôi biết là muốn nói cái chuyện thuốc giả vậy bạn. Thì ngoài những cái này nó có cả các cái bệnh viện chính trong đây nhé. Ví dụ như là ông Nguyễn Quang Tuấn này, bí thư đảng ủy, giám đốc, cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai này. Đó, cho dính cái thiết bị. Rồi Nguyễn Quốc Anh. Đó. Cựu giám đốc có những cái dàn bệnh viện của Bạch Mai cũng bị nhá. Rồi cái dàn mà mua trang thiết bị, ví dụ như là ông Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế. Đó. Đó. Rồi ví dụ như là ông Nguyễn Chiến Thắng là phụ trách về cái ban quản lý dự án công trình y tế trọng điểm. Đó. Toàn là những thứ có tiền không? Chức vụ mà tiền không anh. Thế đó. Rồi ví dụ như đây là ông Nguyễn Trường Sơn nãy tôi nói rồi, đúng không? Thứ trưởng y tế, ông Nguyễn Thế Thịnh là bí thư chi bộ, cục trưởng cục quản lý y dược cổ truyền, nó cũng dính cả thuốc dân tộc luôn. Rồi ông Vũ Tuấn Cường là đảng ủy viên Bộ Y tế, cục quản lý dược, thì cùng với lại ông Cường đó rồi. Ông Nguyễn Chí Dũng này, giám đốc trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia. Anh em toàn liên quan đến thuốc với lại vật tư các thứ. Thì trước khi anh tiếp tục này, anh có nhớ cách đây độ khoảng chừng, tôi nhớ độ chừng 4 ngày thì trung tướng Tôn Sô, phát ngôn viên của Bộ Công an, là tránh văn phòng Bộ Công an, cũng có nói là
Sân khi sau mà đánh tham nhũng hay là các tập đoàn là đều là sân sau. Vâng. Nghĩa là trong các lĩnh vực, nghĩa là kỹ thuật công trình xây dựng, mình nói văn hóa ông, luôn. Ông nói những lĩnh vực mà nhạy cảm và văn minh, đó là con người, như y tế này, như giáo dục, bà cũng có tham nhũng trong đó cũng có sân sau. Sân sau. Sân đó, sau. Đó, đây là lời của trung tướng Tô Ân Sô là cánh văn phòng Bộ Công an phát biểu như thế. Thưa đó. Anh, tôi muốn nói với anh điều này. Tôi nói thiệt nha, nếu mà đứng về cái phía cá nhân tôi đó, vâng, là một người bình thường đó, không phải nhà báo, không phải là một người làm truyền thông, nói chung là như vậy đi. Khi tôi đọc cái tin này, tôi nói thẳng với anh là tôi rất phẫn nộ. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không những mình anh thường, mà rất nhiều người phẫn nộ. Vâng, nó cũng nhạy cảm đến độ mà nó dễ gây cái tình cảm của con người ta, cái cảm xúc của con người ta. Bởi vì sao? Anh còn nhớ đó là ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông nói là tham nhũng cái gì đó không phải là một con sâu mà là cả một nồi sâu. Đúng rồi. Nhưng mà tôi muốn nói thẳng với anh là những cái con sâu mà tham nhũng trong Bộ Y tế đó, liên quan đến sinh mạng, đúng và rồi, sức khỏe của hàng triệu con người, mạng đó sống, là những con sâu độc ác. Độc ác. Tôi nói đúng, thẳng với anh. Đúng. Họ rất độc ác. Ở cái chỗ này, hay ở Việt Nam hoặc là sống ở Việt Nam hoặc là chúng ta đọc báo thì chúng ta đầy rẫy thông tin về những cái chuyện là những cái gia đình tán gia bại sản, bán hết tài sản để chạy chữa cho người thân. Anh thấy không? Có những người phải đi bán thận để mà lấy tiền chữa cho, nói chung anh đọc được những cái tình cái đó rất là nhiều. Và quý vị nào mà ở Sài Gòn, tôi thì tôi không sống ở Hà Nội, trước đây tôi không sống ở Hà Nội, nhưng mà nếu quý vị nào vô Sài Gòn chẳng hạn như bệnh viện Nhi Đồng 1 này, bệnh viện Nhi Đồng 2 này, đặc biệt là trung tâm ung bướu thành phố, gần chỗ bệnh viện Bình Thạnh á, chỗ Bình Thạnh học đó anh. Thì quý vị vô bệnh viện ung bướu thôi là chú quý vị thấy là cái thảm cảnh. Phải nói thẳng là những cái bệnh nhân ung thư mà anh tưởng tượng này, họ nhập 800 mấy chục ngàn liều thuốc ung thư giả và họ bán cho người bệnh, những người mà gọi 838 ngàn, 838 ngàn liều thuốc ung thư giả. Thì hộp, anh có thể hộp anh hộp dạ, hộp dạ, hộp dạ. Thì có thể thấy này, hàng trăm ngàn người, đúng rồi, mà bị ung thư, có thể bị chết vì thuốc giả, bị chết vì thuốc giả, hoặc là người ta bán hết tài sản trong nhà của họ, bán tận lương tâm của anh. Mà anh nhìn thấy cái điều đó, họ độc ác ở chỗ đó. Cái thứ hai, tôi xin lỗi anh để tôi chia sẻ xíu, anh nói tiếp. Có một số người họ nói tôi này, có những người người ta tham nhũng đất đai, tham nhũng cửa quyền gì khác đã thấy là đã sai rồi. Vâng. Nhưng mà tham nhũng mà dính đến thuốc mà sinh mạng người ác độc quá. Xin mời anh tiếp tục. Tôi không ngại gì hết, thì tôi nói, tôi gọi thẳng luôn là ông Trương Tấn Sang nói là đây là những con sâu, mà những con sâu này cực kỳ ác độc. Tôi nói thẳng với anh là như vậy. Thưa anh, quay trở lại cái chuyện mà chúng ta thấy là cái này nó không phải là nó mới xảy ra. Đúng. Nó không phải là cái chuyện đùng cái là có. Nó xảy ra ít nhất là trong cái giai đoạn mà trên 5 năm. Như là nguyên cả cái nhiệm kỳ của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Nhiệm kỳ để coi... Đó, cái nhiệm kỳ bộ trưởng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. 2016-2021. Dạ, đó anh thấy không? 5 năm. Tôi mở ngoặc cái này giống y chang cái nhiệm kỳ của Bộ Công Thương. Dạ. Y chang. Nhưng mà cựu bộ trưởng Bộ Công Thương thì chưa bị khởi tố. Đó. Là cũng chức vụ y chang bà này luôn. Dạ. Nhưng mà nên nhớ nha, bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong giai đoạn bà làm Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng mà bà không phải là Ủy viên Trung ương Đảng. Đúng đúng đúng, đó, đúng, đúng, bà, đúng, bà, đúng. Và Kim Tiến này đặc biệt là có cái điều đó. Chúng ta thấy nè, cái niềm tin á vào con người đó, cái sự lương thiện của con không, người đó. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng chứ anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng này. Bộ trưởng bắt buộc phải là Ủy viên Trung ương chứ. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây đây đây, đây là trưởng ban. Nguyên Ủy viên Trung ương đây. Nguyên Bí thư đây. Đây nhá. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương là hiện nay. Rồi nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Tức là bà từng là Ủy viên Trung ương lúc bà làm Bộ trưởng Y tế. Tôi nhớ không. Mời tiếp tục. Cái chỗ đó. Nhưng mà cái điều này nè, người ta mất cái niềm tin vào những người được coi là lương y, những người Việt Nam dùng cái chữ là lương y như là từ mẫu á, người mẹ hiền á. Nhưng mà anh thấy một trong những người đó là ông Nguyễn Minh Tuấn, ông giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Vâng. Ông cũng tên là Tuấn. Đây, ông giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Ông này đây tôi có đây, ông Nguyễn Quang Tuấn. Nguyễn Quang Tuấn. Thưa anh, ông Nguyễn Quang Tuấn là bí thư đảng ủy giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Ông là một bác sĩ về tim rất là giỏi. Trước đó ông là giám đốc bệnh viện tim Hà Nội mà. Đã. Trước khi qua là bệnh viện Bạch Mai. Và người ta dùng cái nickname của ông để gọi là Tuấn Tim. Tuấn Tim. Tức là Việt Nam ai mà có cái gì đó giỏi thì người ta hay dùng cái tên đi liền với nó. Đúng rồi. Ông là
bác sĩ rất giỏi về chữa bệnh tim. Ông đã được tu nghiệp ở Pháp. Và theo truyền thông tại Việt Nam nha, khi mà ông được Pháp muốn giữ ông lại thì ông đã không ở lại và ông quay về. Và ông phát biểu trên truyền thông là đại khái là chúng tôi quay trở về để muốn phục vụ đất nước, phục vụ của bệnh nhân thế này thế kia. Nhưng mà giờ chúng tôi dính vào quan điểm rất là cao. Và ông cũng được truyền thông Việt Nam bơm lên giống như một cái nhân vật điển hình về cái con người tốt việc tốt vậy đó. Người thầy thuốc. Nhưng mà anh thấy qua cái vụ mà anh ấy nâng cái giá thiết bị để chữa bệnh tim từ mấy triệu tôi không, nhớ. Không, không, không. Bệnh ông này là ông bị ở Bạch Mai. Bạch Mai nhưng mà khi lúc ông ở viện tim. Đó. Thì đại khái đó là họ nâng cái giá chữa một cái ca bệnh tim như vậy hay chạy tim gì đó tôi quên rồi. Nhưng mà đại khái là ví dụ đi từ 5 triệu đồng. Nâng lên thành 25 triệu. Anh nhìn thấy tiền nhà nước bệnh nhân phải trả tiền đó. Anh thấy không, cái điều đó tôi nói thẳng với anh là đụng đến những cái mà nỗi đau khổ của bệnh nhân mà những con người được coi là trí thức đó, mọi người mà gọi là tuấn tim đó, tuấn tim. Anh nghĩ rằng là đây câu hỏi dành cho anh, mà tôi nghĩ là có thể là cái câu hỏi của tôi nó lỗi thời nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi lại. Phải chăng những cái con người mà được coi là đạo đức trước đó như là truyền thông nói như ông Tuấn Tim chẳng hạn, và khi người ta về người ta làm việc tại Việt Nam trong cái guồng máy đó thì người ta không thoát được không, và người ta phải trở thành những con sâu độc ác không? Chắc chắn gần như tất cả là bị đánh bại hết. Vâng. Đồng tiền và gái, hai thứ đó nó mạnh lắm. Vâng. Tiền và tình đúng không? Tình và tiền. Người ta vẫn thường nói mà câu này như Nam Cam cũng nói, nếu tôi mua anh không được bằng tiền thì tôi mua anh được bằng nhiều tiền, rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Đó thì có thể ông Tuấn là bị trường hợp đó. Ông Tuấn ăn thua ba kiếm tiến đấy con bị, ba kiếm tiến thôi, chín ông tướng cảnh sát biển cái còn bị nữa mà. Vâng. Rồi là đủ không thứ. Rõ ràng là bây giờ trong cái chuyện này đó mình chưa thấy bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ là liên đới khi mà bà đang là bộ trưởng, cựu bộ trưởng. Không anh, không, bây giờ là bà đề nghị kỷ luật thôi. Dạ. Nhưng mà ý tôi nói là cái tội mà rõ ràng đó thì chưa không phải là như chẳng hạn mình ông, chưa biết ông thứ trưởng. Mình chưa biết. Bị cáo ông thứ trưởng đó, ông bị là tại vì ông làm thời đó là cục trưởng cục quản lý dược. Đúng rồi. À, ông trực tiếp. Còn trường hợp ông Tuấn á thì nó rõ ràng. Dạ. Đó, nhưng bà Tiến. Bà Tiến á là chịu trách nhiệm chung. Dạ. Bây giờ anh thấy ông Trọng đốt lò là ông đốt kiểu đó. Vâng. Trừ khi đến chỗ nào nó khực lại, tôi nói ví dụ Bộ Công Thương nè, nó khực lại tại vì Ủy viên Bộ Chính trị ông Trần Tuấn Anh cũng đề nghị và cũng trong lần trước của ủy ban kiểm tra trung ương cái đợt chín ông tướng cảnh sát biển có nêu Bộ Công Thương, mà Bộ Thương Thương chắc lẽ họ đang điều tra. Chưa thấy nói, chưa thấy nói tới, chưa thấy mà vẫn né tên chưa nhắc. Còn bà Kim Tiến bị nói tên rồi. Vâng, có lẽ là nặng hơn. Người ta bình luận là chuyện mà bà Nguyễn Thị Kim Tiến bây giờ mà chuyển sang làm trưởng ban bảo vệ sức khỏe các cán bộ trung ương mà cũng không có, cũng không thoát không thoát được cái lò đúng không? Không phải cho Bộ Chính trị. Bộ Chính trị thì có lẽ đỡ hơn. Thế anh, câu hỏi cuối cùng, chúng ta thấy cả hai vụ được công bố gần đây nhất, một là vụ chín ông tướng cảnh sát biển Việt Nam, kể cả cựu lãnh đương tư lệnh, vâng, đều nói chung là cái nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ hiện tại dính hết. Chuyện này nhảy đến Bộ Y tế, thì theo anh, ông trưởng ban kiểm tra trung ương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là ông Trần Cẩm Tú, vâng. Và tất nhiên thì chúng ta cũng thấy là đây là cái việc mà ông Trần Cẩm Tú đã được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh để mà thực hiện, đúng không? Theo anh, trong cái bối cảnh dịch bệnh như thế này, khi đất nước đang còn những cái khó khăn, mà đặc biệt cái chuyện nhạy cảm đó là chuyện mà hàng triệu người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trong đó có ít nhất là 20 mấy ngàn người thiệt mạng. Vâng. Tại sao trong cái thời điểm này lại tung hai cái vụ rất nóng? Ví dụ thứ nhất là kỷ luật cảnh sát biển liên quan đến chủ quyền biển đảo, tuần tra buôn lậu trên vùng biển của Việt Nam. Hai là liên quan đến một cái bộ mà cực kỳ nhạy cảm như Bộ Y tế. Và cả Bộ Công Thương luôn. Bây giờ Bộ Y tế trước đây. Tại sao lại như vậy? Nói chung là chúng ta thấy là đây cái chiến dịch đốt lò của ông Trọng được tiếp tục sau khi mà cái đại dịch nó tạm thời đi qua. Thì thường thường người ta nói đó, nó có hai luồng dư luận. Một luồng dư luận nói là việc này cho thấy là ông Trọng tiếp tục đốt lò sau khi nghỉ trong cái vụ Covid và đốt tới. Dư luận thứ hai bảo là cái này là ông Trọng đánh hỏa mù, tức là đưa những vụ đốt lò ra để khỏa lấp cái chuyện mà
yếu kém trong việc chống dịch vừa qua. Vâng. Nhưng cái đó nó cũng là hai giả thiết, mà còn giả thiết thứ ba nữa. Vâng. Là không phải là để khỏa lấp mà phải làm liền, dù rằng đang vừa rất bận là bởi vì sâu bọ nhiều quá. Anh đốt không kịp thì ông Trọng ông chết ai mà đốt. Củi tươi. Củi nhiều quá. Yeah. Anh hiểu không? Mà toàn là củi to Trọng, thôi. Ông Trọng có thể đi bất kỳ giờ phút nào. Đó, đó cũng là cái giả thiết thứ ba. Vâng. Đó. Có thể là cái giả thiết thứ ba, nhưng mà tôi thì tôi thấy là cái giả thiết mà thứ hai anh đưa ra. Tức là đốt lò hả? Tiếp đốt, tục hay là khỏa lấp? Đốt lò để mà chấn an. Khỏa lấp. Gọi là khỏa lấp đi. Gọi là khỏa lấp. Tạo niềm tin cho dân chúng. Vừa khỏa lấp vừa tạo niềm tin. Vâng. Đó có thể lắm. Yếu tố đó. Thưa anh Đỗ Dũng, cảm ơn anh Đỗ Dũng và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và quý vị nào đang xem chúng tôi trên YouTube thì quý vị có thể nhấn vào nút subscribe để quý vị nhận thông báo mới từ Người Việt TV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới.